Chà, chuẩn bị về quê ăn Tết nên thấy em háo hức quá nha. Dạ, thì cũng có háo hức đó chị, nhưng mà nghĩ tới cái chuyện mà lên xe ngồi 10 tiếng đồng hồ chắc em chết luôn. Ủa sao vậy? Chị thấy em khỏe lắm mà. Lên xe mình ngủ một giấc là về đến nhà thôi mà. Tại vì em không thể nào mà em đi xe mà khỏe được như chị trơn á. Cứ lên xe là cứ buồn ói thôi. Vậy thì hôm nay chị sẽ có những phương pháp đơn giản mà giúp cho em chống xe tàu xe hiệu quả lắm á. Em thử nha. Có phương pháp hả chị? Có. Chia sẻ cho em liền đi. Theo mình thì không nên nhìn những người mà đang say tàu xe. Thì đó cũng là một cách để chống say tàu xe. Nếu của mình để chống say tàu xe là mình sẽ dùng áo khoác hoặc là những cái vật dụng để giữ phía sau đầu. Sau đó thì mình sẽ dùng tay để ấn huyệt ngoại quan ở cái cánh tay để tăng hiệu quả hơn. Khi đi xe thì chúng ta nên nhẩm một con số gì đó. Ví dụ như là 720640 thì chúng ta sẽ bị phân tán tư tưởng và không tập trung vào cái việc chúng ta đang đi xe, thì sẽ giảm bớt cái việc say xe. Những đối tượng dễ bị say tàu xe: trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, phụ nữ trong thời kỳ mang thai, hành kinh hoặc sử dụng nội tiết tố, bệnh nhân bị chứng đau nửa đầu, rối loạn tiền đình, người tâm lý yếu, nghĩ rằng mình dễ bị say xe. Ngoài ra mình còn có những loại thực phẩm chống say tàu xe rất tốt và chúng ta có thể chế biến chúng đi ăn trước khi lên tàu xe. Ví dụ như là trà gừng nè, đường đỏ nè. Trà gừng, đường đỏ, gừng tươi một củ, đường đỏ dùng vừa đủ, gừng tươi cạo vỏ, cắt sợi chỉ, cho gừng vào cốc, bỏ đường đỏ vào, rót nước sôi hãm trong 15 phút. Nhân hạt bí đao 400g đem phơi, xấy cho khô rồi nghiền thành bột, mỗi lần uống 10g, ngày uống 2 lần. Rẻ mướp hầm thịt nạc, rẻ mướp 300g, thịt heo nạc 200g, muối vừa dùng đủ. Rẻ mướp rửa sạch, cắt khúc, thịt heo rửa sạch cắt mỏng, cho rẻ mướp vào nước sôi nấu chín. Cho thịt vào, nêm muối và hầm kỹ. Những loại thực phẩm có thể mang theo khi lên tàu xe để chống say: nước cốt chanh hoặc ngậm một miếng chanh. Cam, quýt rất hữu hiệu để trị say tàu xe, ngăn cảm giác buồn nôn. Các loại bánh quy giòn, đặc biệt là bánh quy mặn, là loại thực phẩm có tác dụng hấp thụ axit trong dạ dày nên ngăn ngừa hiệu quả say xe. Giường nằm thì chắc chắn sẽ thoải mái hơn xe giường ngồi rồi, nhưng mà khi đi giường nằm, nếu mà nằm tầng trên thì sẽ có độ rung lắc sẽ cao rất là nhiều nên đôi lúc sẽ rất là khó chịu. Tuy nhiên thì để chống điều đó thì mình mặc áo trùm đầu, sau đó dùng dụng cụ bịt mắt để cảm giác giống như mình đang nằm trên cái giường bình thường và nghe nhạc để tạo cảm giác thoải mái nhất. Cách dùng thuốc uống và miếng dán chống say xe: uống thuốc chống say, uống 2 giờ trước chuyến đi, nên kiểm tra xem loại thuốc đó có phản ứng phụ hay không. Dùng miếng dán chống say, dán ở tai trước khi khởi hành từ 6 đến 12 giờ để cho thuốc ngấm. Có thể kết hợp một miếng dán salon bát vào vùng rốn để giữ ấm vùng bụng, giúp cải thiện tình trạng say xe. Còn khi ngồi trên xe thì em cũng cần lưu ý như thế này là: hãy quan sát các đường thẳng phía trước, không nhìn khung cảnh xung quanh để mắt bạn được nghỉ ngơi hoặc nói chuyện với những người xung quanh. Khi đang di chuyển không nên đọc sách báo. Nếu đi máy bay thì không nhìn ô cửa kính máy bay lên xuống. Ngủ một chút nếu có thể, vì điều đó khiến cơ thể quên đi cảm giác say xe. Dùng khẩu trang vì khẩu trang giúp khứu giác không bị mùi của xăng và đồ trong xe tạo cảm giác khó chịu, từ đó đỡ đi cảm giác khó chịu và nôn nao ban đầu. Chị ơi, người lớn thì mình làm cách đó, còn đối với trẻ em thì sao chị? Còn trẻ em thì mình cũng có những cách chống say tàu xe hiệu quả. Cách chống say xe cho trẻ: không cho trẻ ăn đồ béo và không để trẻ đói bụng trước khi đi tàu xe. Khuyến khích trẻ nhìn ra bên ngoài xe và không nên nhìn vào vật đang chuyển động, nên tập trung vào vật gì đó đứng yên. Mở cửa để cho trẻ hít không khí trong lành bên ngoài. Không cho trẻ đọc sách báo khi xe đang di chuyển. Giữ yên đầu trẻ giúp cải thiện tình trạng say xe. Nhưng mà những cái cách mà chị nói nó chỉ mang tính chất tạm thời thôi đúng không? Mình chỉ tạm thời thôi chứ còn em đi trên xe 10 tiếng thì em cũng sợ lắm. Ngoài ra chị còn có một bài tập đơn giản hàng ngày mà nếu em kiên nhẫn luyện tập thì tình trạng say xe của em cũng có thể biến mất đó nha. Ngồi thẳng lưng trên ghế dựa,
ngẩng cao đầu và mắt nhìn theo lên trên, chú ý vào một điểm hay một vật nào đó, hít hơi từ từ vào, cúi gập đầu, cầm chạm ngực, mắt nhìn theo xuống dưới, thở hơi ra từ từ cho hết, làm 10 lần, sau đó nâng lên 15 hoặc 20 lần. Ngồi thẳng lưng trên ghế, xoay đầu về bên trái, cầm chạm được mõm vai trái càng tốt, mắt di chuyển theo và nhìn vào một điểm hay một vật nào đó ở vai trái, nhìn ra phía sau càng tốt. Tiếp tục làm giống vậy, bên phía phải, làm 10 lần, sau đó nâng lên 10 hoặc 15 lần, hít vào, thở ra, chậm, sâu, đều. Ngồi thẳng lưng trên ghế, nghiêng đầu về phía vai trái, tay trái chạm vào mõm vai trái càng tốt, mắt chăm chú nhìn vào một điểm hay một vật nào đó, ở phía trước mặt, cách khoảng 40cm, sau đó làm tương tự bên phải. Ngồi thẳng lưng trên ghế, để ngón tay trỏ ở phía trước, cách mắt khoảng 25-30cm, mắt chăm chú nhìn vào ngón trỏ, xoay đầu sang bên trái rồi chuyển sang bên phải, xoay từ chậm đến nhanh dần nhưng mắt phải chăm chú nhìn ngón tay trỏ, làm từ 15-20 lần. Những thao tác lúc này thì hạn chế được tình trạng say xe rất tốt, em cố gắng tập đi nha để trước khi lên tàu xe không bị say nha. Em cảm ơn chị vì đã chia sẻ cho em những cái phương pháp chống say xe. Em sẽ chọn cách phù hợp nhất cho mình để không còn phải lo lắng nữa. Và để chuẩn bị kỹ càng hơn để em không bị say xe thì em cần lưu ý những thông tin sau đây nữa nha. Những lưu ý để tránh say tàu xe. Ngủ đủ giấc trước ngày khởi hành. Đây là điều rất quan trọng vì sức khỏe không tốt do thiếu ngủ và lo lắng khiến bạn rất dễ bị say xe hoặc nôn nao. Tránh ăn no. Trước khi đi, hãy tránh ăn quá no hoặc uống nước có cồn. Tuy nhiên, không nên để bụng đói khi đi xe. Dùng thảo dược như gừng, sâm để ngậm khi ngồi trên xe vì chúng giúp dạ dày được làm dịu. Trò chuyện với mọi người xung quanh sẽ giúp bạn quên đi cảm giác đang ngồi trên xe. Năm hết Tết đến, gia đình là nơi mà chúng ta ai cũng mong muốn trở về để đoàn tụ. Vì thế, dù nhiều người ở xa nhà nhưng vẫn cố gắng để được quay về. Hy vọng với thông tin chống say tàu xe đã giúp nhiều quý vị khán giả đang có tình trạng say xe có cách khắc phục để con đường về nhà ăn Tết vui hơn. Và kết thúc chương trình là những thông tin thú vị và bổ ích sau.